Nga phong tỏa đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine gây ra tình trạng thiếu lương thực trên thế giới. Chính phủ Ukraine hiện đang tìm cách phá vỡ sự phong tỏa kéo dài nhiều tháng ở biển Azov và biển Đen của Hải quân Nga để có thể vận chuyển ngũ cốc và dầu thực vật ra khỏi đất nước. Chiến tranh cùng với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, phân bón và năng lượng gia tăng mạnh trên thế giới. Điều này dẫn đến nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu khi nhiều quốc gia trên thế giới dựa vào nguồn cung cấp từ Nga và Ukraine cho hơn một nửa lượng lúa mì nhập khẩu của họ, bao gồm cả một số nước nghèo nhất. Nga và Ukraine cung cấp gần 1 phần 3 lượng nhu cầu lúa mì toàn cầu. Hai nhà cung cấp này càng trở nên quan trọng hơn sau khi Ấn Độ có lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc và thời tiết mùa màng bất lợi ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Ukraine cũng là nước xuất khẩu hàng đầu, ngô, lúa mạch, dầu hướng dương và dầu hạt cải trong khi Nga và Belarus chiếm hơn 40% lượng phân bón potassium xuất khẩu trên toàn cầu. Ngũ cốc là một trong những ngành công nghiệp chính của Ukraine, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 12,2 tỷ Mỹ Kim trong năm 2021 và chiếm gần 1 phần 5 sản lượng xuất khẩu của cả nước. Trước chiến tranh, Ukraine xuất khẩu 98% ngũ cốc và hạt có dầu qua biển đen với số lượng lên tới 6 triệu tấn mỗi tháng. Thông thường, chỉ một phần nhỏ hàng xuất khẩu của Ukraine được vận tải bằng đường sắt bởi vì chi phí vận tải cao hơn. Nhưng với các hải cảng bị phong tỏa và hệ thống đường sắt không thể đáp ứng được lượng hàng tăng thêm, Ukraine hiện chỉ xuất khẩu được từ 200.000 đến 1 triệu tấn mỗi tháng. Theo giới chức Liên minh châu Âu, cho đến ngày 23 tháng 5, có hơn 2 triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt ở Ukraine do những trở ngại về cơ sở hạ tầng và sự phong tỏa của hải quân Nga. Một giới chức của cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc cho biết, với giá cả tăng cao, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang phải cắt giảm khẩu phần lương thực cho người tị nạn và người di cư ở một số nơi ở châu Phi do sự thiếu hụt kinh phí lớn. Tại sao không thể vận chuyển ngũ cốc ra khỏi Ukraine bằng đường bộ? Vận chuyển hàng xuất khẩu bằng hệ thống đường sắt là một thách thức vì các xe lửa của Ukraine chạy trên đường rầy có kích thước khác với đường rầy ở các nước láng giềng châu Âu như Ba Lan. Vì vậy, ngũ cốc phải được chuyển sang các xe lửa khác ở biên giới, nơi không có nhiều phương tiện trung chuyển hay kho lưu trữ. Chính phủ Ukraine cũng đang đẩy mạnh nỗ lực vận tải hàng xuất khẩu bằng tàu thông qua cảng Constanta ở Biển Đen của Romania. Nhưng tính đến giữa tháng 5, chỉ có khoảng 240.000 tấn ngũ cốc, tương đương khoảng 1% khối lượng bị mắc kẹt ở Ukraine đã được chuyển đi. Hơn nữa, ngũ cốc phải được vận chuyển bằng đường sắt đến các cảng trên sông Danube, sau đó được chuyển lên các xà lan để đi tới cảng Constanta của Romania, rồi mới được chuyển lên các tàu hàng, khiến cho quá trình vận chuyển trở nên phức tạp và tốn kém. Trong khi những nước phương Tây tìm cách bốt nghẹt nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt, thì các lựa chọn để giảm bớt tình trạng khủng hoảng lương thực dường như rất ít và đầy nguy hiểm. Các cường quốc phương Tây đã thảo luận về đề nghị thiết lập hành lang an toàn để cho phép vận chuyển ngũ cốc ra khỏi các cảng của Ukraine. Nhưng các hành lang này chỉ có thể được thiết lập với sự đồng ý của Nga. Giới chức Ukraine nói thêm rằng các tàu chở hàng cần phải được bảo đảm an ninh và điều này có thể được thực hiện bởi các tàu của các nước thứ ba trong khu vực. Bộ ngoại giao Nga nói rằng nếu muốn Nga xem xét lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc về việc mở cửa các cảng của Ukraine ở biển Đen thì đổi lại, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga cũng phải được xem xét. Một giới chức chính phủ Litva đưa ra đề nghị thiết lập một đội tàu của các nước không thuộc NATO để tìm cách phá vỡ sự phong tỏa của hải quân Nga ở ngoài khơi Odessa và hộ tống các tàu chở hàng của Ukraine. Tuy nhiên, còn có một khó khăn khác, đó là hiện nay có nhiều mìn thủy lôi đang trôi nổi ở biển Đen. Ukraine và Nga các bộ lớn nhau đã gài các miền này. Chi phí bảo hiểm cho các tàu vận chuyển đi qua các tuyến đường thủy này cũng có thể sẽ rất cao. Tình hình càng trở nên cấp bách vì sự thiếu hụt kho lưu trữ ngũ cốc ở Ukraine, trong khi vụ mùa tiếp theo sẽ được thu hoạch từ tháng 7. Theo Trung tâm Nghiên cứu APK, vào thời điểm vụ thu hoạch mới đến thì còn tới 35% trong tổng dung tích lưu trữ 61 triệu tấn của Ukraine vẫn có thể được sử dụng cho ngũ cốc của vụ mùa năm 2021. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken đã cáo buộc Nga cầm giữ nguồn cung cấp lương thực của Ukraine làm con tin, sử dụng lương thực như một vũ khí, không chỉ chống lại người dân Ukraine mà còn chống lại hàng triệu người trên thế giới. Điện Cẩm Linh thì nói rằng chính phương Tây đã gây ra cuộc khủng hoảng bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào mặt tư khoa hôm 24 tháng 5, tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos ở Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cáo buộc mặt tư khoa cố tình gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách bắn phá các kho ngũ cốc, hải cảng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong cuộc chiến tranh kéo dài 3 tháng ở Ukraine. Bà von der Leyen tố cáo Nga phá hủy các hầm chứa, chiếm giữ các kho dự trữ ngũ cốc và thực thi lệnh phong tỏa khiến cho Ukraine không thể vận chuyển lúa mì, hạt hướng dương và các sản phẩm khác đến các thị trường đang bị thiếu lương thực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói, hậu quả của những hành động đáng xấu hổ này của Nga, như tất cả mọi người đều thấy, đó là giá lúa mì toàn cầu đang gia tăng chóng mặt và người dân ở các quốc gia nghèo là những người phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất. Liên minh châu Âu cam kết sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu của Ukraine vận chuyển qua châu Âu bằng đường sắt Mặc dù các chuyên gia cho rằng làm như vậy sẽ chỉ giải quyết được một phần nhỏ sản lượng thu hoạch. Giới chức của cơ quan lương thực của Liên hiệp quốc cảnh báo, nếu nguồn cung cấp lương thực của Ukraine vẫn tiếp tục bị phong tỏa, thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt thực phẩm trong năm tới có thể nghiêm trọng lên tới mức địa ngục trần gian.